Anh yêu phê nè mua thủ đô anh nè. Mua thủ đô anh nè. Hả? Sì. Sa sa mi đi agora a shada bato bate vai. Agora no tenho dinheiro que vamos ir no hospital. Ele agora não dá anda. Não, não anda. Não anda. Tá muito inflamado. Sim. Deixa eu vai casa ver. Sim. Sim. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Matthew. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đông Bần Đủ Vlog của Sống Châu Phi. Thì như vừa mình, anh em mình vào trong công trình các bạn dạng buổi trưa. Các bác thợ cũng đang chuẩn bị nghỉ trưa, đang chuyển vật liệu ấy. Cũng chuẩn bị nghỉ trưa. Vừa vào đây thì gặp anh thợ đây. Ê, bố trên vấn đề bà kì. À, anh này là anh thợ xây ở công trình này nha các bạn, đang đi lấy thuốc gặp mà vừa mình gặp ở ngoài kìa, thì mình mới đưa về đây, đi đường sách cây đi lên lấy thuốc rừng về để đắp chân cho con các bạn. Thì vừa mình ngồi nói chuyện với anh thì nghe anh nói là con anh nó bị gọi là bị đi cuốc ngô đấy các bạn, bị cuốc, cái cuốc nó bập vào chân mà bây giờ là không kiểu bị sưng hết chân lên hai chân. Ê này đôi bé cái mút từ gà đã đôi mút từ gà đan mút từ gà này ba đi cả ta bé rồi chân rồi cũng biết là cuốc tự nhiên cuốc vào chân và sao lại người chân mới sưng hết lên, cho bị nhiễm trùng hay sao. Thì mình bảo để mình sẽ đến gia đình anh tham quan anh tí xem như thế nào, xem có cần gì hỗ trợ ở mình thì mình sẽ giúp đỡ gia đình anh ấy nhé các bạn. Thì bây giờ cái quan đồ vai ca giờ hả gì bây giờ vào nhà anh ấy các bạn. Đây gạch thì sáng mới lấy đi. Thì mới lấy chở trước được hơn 2.000 gạch ấy, ở bên Quang Dũng ấy, chứ chưa chở xong các bạn. Công trình anh em mình chắc tầm cỡ lấy tầm 3.000, hiện tại bây giờ mới chở được hơn 2.000 gạch ấy. Đây, các bác hôm qua đang dựng cột, đổ cột rồi đấy. Một số bác thì đang đứng ở ngoài đường ấy, để phụ xe chở gạch vào đùn đến dốc đấy các bạn. Ấy thì đu em ta quan đồ điều. Hai tuần nay rồi mà. Quan đồ ơi, ra đu em ở tem của sen bao nồi xem là fika kỳ với sen cô muốn nô phải là bao nồi. Bao được kì. Ai bên số kì, ai số mà đúng là xin để lê vì ra vai passa. Então piorou. Já passa, já. Já tava. Já curava mesmo. Depois voltou mais. Esse aqui inflamou. Só agora fica muito doente. Sim. Con anh bị hơn 2 tuần nay để các bạn ạ. Mà kiểu nó cứ khỏi, nó cũng bớt sưng đi rồi. Nó khỏi xong nó lại bị. Ê, cái này cái dễ nhiễm trùng rồi. Chắc là cuốc vào bị nhiễm trùng. Người dân ở bên đây họ buồn cười đấy các bạn, họ không như người Việt Nam mình đâu. Họ nhiều khi toàn có bị đau, bị ốm gì đây, họ thường hay cứ để ở nhà. Xong đó họ đi họ kiếm lá cây mới là rễ cây, như anh này đi đào rễ cây đi, về để điều trị đấy, không ra bệnh viện đâu. Mà nói chung mình cũng thông cảm một phần vì họ điều kiện, chắc là điều kiện không có. Con này. Dormir. Dormir? Sim. Tudo bem? Tudo bem? Sim. Sim. Vamos fui, né? Eu vou lá que não precisa. É doente. Ele está doente. Como? Muito doente. Ê, thì nó phi niệu sâu bà? Ê, o pai mais velho. À. Aqui, irmão. À. Sim, ele também chama sâu bà pai. À, ele também chama sâu bà pai. No nome ele phi niệu dele. Sim, sim. À, anh này là em trai bác trưởng bản đấy các bạn. Mình thấy cái em này bữa trước hôm ở bên nhà bác trưởng bản thì nói này là mình hỏi này là mấy người bảo là gọi bác trưởng bán là kiểu là bai, những người gọi bố được này. Cũng con chú con bác này gọi như nhau, bố mấy bác giống nhau. À là có một đôi ăn đấy về. Ơi. Xa da bateu aí, xa xa coz milho.
agora bateu aí, agora entrou assim. Dois? Hã? Não anda. Criança, dois? Sim. Ok. Como você leva ali, vai habitar, não deve sair aqui? Sim, não temos dinheiro. Quando deu, depois eu ajudo? Sim. Eu acho que não, né, vai, ni vai, vai, tá, não deixa aqui. Quando você matar da sago. Como aqui você tira como? Você tira aqui? OK. Deixa com comendo aqui. Sim. Hã? Aqui é fregar aí. Como? É para fregar. No lembro, né, vai, ni vai, vai, tá, deixa do to ni vai, quero vai bem. Quando você não sabe aí ni como do andi. Você mete aqui. Não dá para saber. Não nem vai habitar quando o doutor fala, meta comendo para o bebê. Deixa ele passar. Aí, dois? Ui, sưng tô hoa thật. Nhìn tội không. Aqui tá bem dois. Bị cuốc vào chân thì các bạn mà dần nhiễm trùng sưng hết đây này. Quando nem vai, habitar, nó đẹp phía aqui. Có một mút nung nem. À, mà tèo. Sim, sim. Quando vamos dar dinheiro, tem que bazar com ele no hospital. Sim, amanhã não vamos dar mulher. Agora, não apanha. Não nem agora, tá tarde. É muito doente. Quando você não leva, eu ajudo. Hã? Sim. Eu ajudo, né, pô? Quando eu ajudo, também dinheiro. Đây các bạn ạ, thì như quan của anh này, người dân bên này họ nói thật là không, mình không không coi thường họ, nhưng họ rất là lạc hậu. Bởi vì đến bây giờ con chân đau này mà mình bảo là xong đưa đi viện mà cứ để ở nhà đi lấy mấy cái củ này về để mà chữa, mà không biết là cái củ này lấy củ gì nữa, mà không biết có chữa có khỏi hay không. Ở những cái củ này thầy Nang chuyên về thuốc nam. Trung Nam hay là thì cũng họ có thể họ biết họ chữa được chứ. Nhưng người dân cũng gọi là như mình hỏi anh ấy, cô có biết cái củ này là củ gì, họ không biết, chỉ nghe người ta nói thôi. Có xe xô rô vi này và pha na có xe tâm anh đâu xa vậy hả, thì bảo là nghe người ta lấy cái rễ này thì về đắp thôi. Mà sưng to hết lên này aki là bà đi gà ta mê bà đi gà ta mê ui giời, bụng cũng bị sưng lên này, bụng cũng bị sưng này, giãn hết rồi. Ai đối? Tao bên đội chân hỏi là em bảo bị đau, sao mà đau? Mà bây giờ bảo là mình nói xong đưa con đi bệnh viện mà cứ lấy cái này đắp thì bảo là lấy, bảo là không có tiền đi, mình sẽ giúp tiền, mình sẽ giúp tiền đưa bệnh viện đi, bảo để sáng mai. Bây giờ mới chiều, quan đủ ao rồi à? Ao nên vậy thì vậy, nó phải ai nành gà à? Ê này ra đuôi em thì quan sao sẽ có đôi mắt xem ăn vô xe vậy để sao em phi niệm xem lại tao bên nô đa nô đa xem này nè vô xe ăn rồi à nè bên ta để sao thì xem lại tao bên nè đối ui dồi đau không. Để em ngồi lên xem một cái mà để mà đưa đi nhỉ. À còn là nên mà vay hoa bị tàn á. Phi nè. Hả? When that hospital đi. Khổ không? Mua từ đôi. Dạ cô mẹ. Anh ta bên đang dạ cô mẹ. Cô mẹ bên. Cô mẹ bên. Vẫn ăn được. Quan đầu với sale out rồi phan nam y đậm màu. Ơi phi nè. Ông là mua từ đuôi ăn đi. Nụ ném ông là nêu vào vai hoa bị tàn. Ê nó sẽ bị quan từ đinh nhờ đồ. Nụ ném ông là ô đa ao dù đã đinh nhờ đồ. Ngô xin nêu vào anh đi vai. Quan từ phát ta đinh đồ. Ê qua ta bình an dù đã. Để xa anh đi. Đô tỏ anh đi về anh đi bây. Hả? Ta bê? Ta bê. Chà mạng môn ta bình vai. Quan từ nêu vào phì nìu vai hoa bị tàn. Nó phải gai gì? Nếu mua từ đuôi ăn đi. Đấy. Hả? Thì mình sẽ giúp mà anh chị để tiền cho em đi viện các bạn. Hôm nay anh em mình đến thì thấy cái hoàn cảnh của gia đình anh này, của em bị không may bị không biết được cuốc vào chân thì sao mà giờ nhiễm trùng sưng hết chân cũng như cả hai chân lên rồi các bạn. Thì giờ mình phải, cái này là việc công việc của
giúp mà đỡ cấp bách thì mình cũng không đưa nhiều tiền đi. Thì đây chỗ này mình không biết là có mấy chục thì mình sẽ giúp anh chị đấy. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38. Ơ tên quát thằng Tà Miu, quan đủ vui xê. Nên vào, vai hoàn bài tàn, đế xà phiền. Nâu xà bì ơ, đế xà quan đủ về. Đô tỏ ơ, nì vào bệnh phiền. Hả? Tà mình? Ơ, vẹn ra đôi bê, nì ta mùi tù đôi. Ta gran nì. Nếp ao gô rà? Hả? Ao rồi, hả? Đế xà vô xe quát đa đình thì nó đa phim thì về cả đình là đủ, hả? Vài à rồi đà, hả? Anh cái ca bác xà nó đôi? Nó? Ấy cháu bác trưởng bản các bạn, mọi hôm là ở bên nhà bác trưởng bản suốt đấy, mình đến cứ tưởng con bác ấy, thì người dân bên này cứ con với cháu gần gần như là gọi là ruột thịt gọi như nhau đấy, cũng gọi là con được. Ok những các bạn thì hôm nay anh em mình thì cũng vào trong bản thì vào công trình đi thì thấy gặp tình cờ gặp cái anh thợ xây của công trình ở bản này, mấy công trình rồi thì anh xách cái túi mình gần vào trong nơi mình thấy xách cái túi bóng đi mình mà đi đâu ấy, bảo lấy thuốc về cho con mới hỏi chuyện ấy, biết là con bảo là bị cúc vào chân mà giờ không đi được thì sưng lên hai chân ấy. Thì mình bảo thế để mình đến mình thăm mà không ngờ đến là em ấy bị kiểu sưng nặng này thì mình cũng đã hỗ trợ anh ấy ít tiền để cho em bé thì hỏi báo đưa đi bệnh viện thì anh ấy nói là kiểu điều kiện không có các bạn người dân bên này họ chỉ làm quanh năm họ chỉ đủ nói thật là họ chỉ đủ ăn này nhiều khi ốm đau ấy. Nhà là có điều kiện hay cái gì phải bán con gà đi các bạn chứ họ không như người mình đâu không bảo là tích góp để mà phòng khi ốm đau này họ không có điều kiện như thế nên là mình cũng đã hỗ trợ giúp anh chị ít tiền để đưa em bé đi bệnh viện chữa bệnh nha các bạn thì tí mình sẽ trực tiếp mình sẽ chở đi luôn chứ mình vừa mình nói anh bảo thì để mai giờ đang ốm đau này còn phải để mai nữa đi thì mình sẽ trực tiếp mình đưa nhưng mình muốn đưa tiền anh để tí anh vào trong bệnh viện anh chi trả cho bác sĩ vì người dân bên này với nhau họ đến bệnh viện họ khám bệnh nó dễ hơn là mình là người nước ngoài vào mình nhiều khi mình thấy không thuận tiện bằng trực tiếp của người dân bản địa nhé các bạn thì bây giờ mình sẽ cái việc công việc này cũng không thể chờ đợi nữa thì mình đã giúp chở anh bố con anh ấy ra ngoài ở bệnh viện nhé các bạn. Thì video này anh em mình xin dừng lại ở đây nhé các bạn để mình chở em bé ra cùng anh ấy đưa con anh ra bệnh viện để khám cho em ấy càng sớm càng tốt nhé các bạn. Quan thủ lê vào phim nhiều vậy. Các bạn, hả? Nó cứ cần anh ra rồi. Hả? Vâng. Nếu mà cô già, kami già, job ba cô ngủ. Nếu mà vậy, hoa bê ta.